Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Trong đối với cộng đồng Cơ Đốc hay là đối với những cái quốc gia ở phương Tây đó, thì họ có một cái lễ gọi là kỳ lễ tạ ơn. Nó rơi vào tuần cuối của tháng 11. Chúng ta là 20 tháng 11 ở đây, đó là ngày giải nhà giáo, nhưng mà đối với thế giới thì nó có cái lễ tạ ơn. Không biết ngày mấy 25 hả, phải không? Dạ dạ, tức là nó tầm vào cái tuần cuối của tháng 11. Và cái ngày đó mọi người đều nghĩ họ tạ ơn là tạ ơn Đức Chúa Trời á anh chị em, chứ không phải là không phải chỉ tạ ơn biết ơn con người thôi. Và ở đây thì đúng ra thì trong ban chấp sự Hội Thánh á là có một cái đề nghị là tặng quà cho hết những người thầy cô, bao gồm có thầy cô giáo về thiếu nhi, thầy cô giáo trong thanh niên, cũng như tặng quà cho các mục sư đã từng đến đây giảng dạy. Nhưng mà chúng ta còn khoảng một tháng nữa là chúng ta tới Giáng sinh. Thì tôi nói với lại đại diện ban chấp sự Thánh, tôi nói rằng là bây giờ sẽ để dành cái quà đó để mình, thay vì mình tặng nhỏ nhỏ thì bây giờ mình tặng lớn một tí vào cái dịp Giáng sinh cho những thầy cô, và trong đó có ban truyền giáo của Hội Thánh, những người dạy giáo lý và ban chấp sự Thánh. Tức là những người làm cái công việc này, anh chị em thấy dường như là họ không có được tôn vinh, nhưng mà được Chúa tôn vinh bởi vì họ thầm lặng làm cái công việc đó. Chúng tôi là những người biết, bởi vì mỗi lần anh chị em đi đâu và đi thăm viếng chăm sóc dạy đạo đều có gửi cho chúng tôi những cái hình ảnh và những cái nan đề để cầu thai. Và chúng tôi có những buổi cầu thai như vậy. Khi anh chị em gửi nan đề cầu thai thì lập tức chúng tôi dừng lại để chúng tôi cầu thai cho anh chị em liền. Và tôi tin vào trong lời cầu nguyện cầu thai đó. Và ngày thứ bảy hàng tuần chúng ta cũng có cái buổi cầu nguyện cầu thai vào lúc 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Thường xuyên trung tín khoảng độ từ 12 cho đến 15 người trung tín mà cầu nguyện trong những ngày như vậy. Cho nên thưa ông bà chị em, cái lễ tạ ơn nó không chỉ là dành tạ ơn cho những người giảng dạy lời Chúa chúng ta. Nhưng vì hôm nay có sự đặc thù, đó là việc người Việt Nam chúng ta có một cái lễ nghĩa rất là hay, đó là tôn sư trọng đạo, cho nên chúng ta có một cái ngày như thế này. Các em thiếu nhi lên học rồi hả? Các cần ok rồi, xin Chúa ban phước cho các em. Rồi, các em thiếu nhi đi theo cô giáo. Thật ra thì không phải chỉ có mình cô Huyền mà có cả Trinh, Quế Trinh và có em Minh Tiến nữa. Các em cũng phụ với cô Huyền để dạy thiếu nhi trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa. Chúng ta an tâm để ngồi tại đây để chúng ta thờ phượng Chúa, bởi vì chúng ta có những thầy cô giáo đã hy sinh không có được nghe cái bài giảng, họ sẽ nghe lại sau khi livestream. Rồi bên cạnh đó chúng ta biết là không chỉ là những người thầy dạy về vấn đề thuộc linh, vấn đề thuộc thể, nhưng mà có những người thầy chia sẻ tâm tình gắn bó với chúng ta. Cảm ơn Chúa rất nhiều, những tôi tới Chúa trong Hội Thánh cũng như là ban giáo sư ở trong trường Kinh Thánh. Tôi thì ngày hôm nay thì tôi được các vị giáo sư trong trường Kinh Thánh phụ tá tôi cũng có gửi lời tri ân và cũng có tặng quà cho tôi nữa, gửi qua số tài khoản nữa. Cho nên là một lần nữa thay mặt cho gia đình cảm ơn tất cả tấm lòng của quý tôi tới Chúa, quý anh chị em, những con dân của Chúa đã nhớ đến chức vụ của tôi để phục vụ, giúp đỡ cho tôi để tôi tiếp tục, để có một cái sự khích lệ để tiếp tục hầu vì Chúa cho đến chạy cho đến cuối cùng. Amen chị em. Dạ, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay dành cho Chúa yêu dấu của chúng ta, là người thầy vĩ đại của chúng ta. Dạ. Hôm nay thì cũng nằm trong cái thông điệp này, thì tôi cũng muốn bà chị em cùng nhau để cùng học lời Chúa với một cái chủ đề, đó là biết ơn. Xin chúng ta cùng nhau mở ra lời Chúa ở trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 18. Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 18. Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 18. Và xin chúng ta cùng nhau đọc phần Kinh Thánh này. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta đọc lần thứ hai. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa,
Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta đọc thêm một phần kinh thánh khác ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 7. Hebrew đoạn 13 câu số 7. Rồi anh chị em cùng đọc. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Như câu ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 18 thì cái việc tạ ơn hay là biết ơn hay là cảm ơn đó là ý muốn của Chúa. Như vậy thì cái sự biết ơn này nó không phải chỉ là một cái lời nói ở trên môi miệng, nhưng mà biết ơn đó là cái điều mà Chúa Ngài muốn tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta thực hiện. Vậy thì chúng ta cần biết ơn ai? Rồi khi chúng ta nói biết ơn một cách chung chung, nhưng mà chúng ta cần biết ơn ai? Cái điều đầu tiên mà con bà chị em đó là chúng ta biết ơn Chúa. Ở trong câu 18 phần A, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa hay là biết ơn Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài ban mưa, ban nắng cho người công bình cùng người gian ác. Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả thế gian. Nhưng mà không phải tất cả thế gian đều biết ơn Đức Chúa Trời, phải không ạ? Chúng ta còn nhớ một lần kia, có tất cả là 10 người bị bệnh phong hủi hay là bị cùi đó. Họ chạy đến và nói với Chúa rằng hãy chữa cho chúng tôi, xin chữa cho chúng tôi, xin thương xót chúng tôi. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu nói bây giờ hãy đi và tỏ mình cùng thầy tế lễ và dâng tế lễ theo luật pháp của Môi-se. Thì cả 10 người đi, tất cả đều được chữa lành. Nhưng mà bao nhiêu người trở lại biết ơn bà chị em? Ở trong Luca đoạn 17, câu 17 ghi lại chỉ có một người trở lại biết ơn mà thôi. Chỉ có một người trở lại biết ơn mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy cái tỷ lệ biết ơn với Chúa rất ít. Trong 10 người chỉ có một người biết ơn. Nói một cách khác, Chúa cũng muốn chúng ta nhớ đến ơn huệ của Ngài và chúng ta cũng từng dâng phần 10 cho Chúa. Đó chính là gì? Là cũng biết ơn Chúa nữa, phải không ạ? Cho nên ở đây biết ơn đó là làm theo ý muốn của Chúa. Và chúng ta biết ơn Chúa những gì Ngài làm cho tôi ông bà chị em. Nếu nói về biết ơn thì ông bà chị em có một lý do nào đó để tạ ơn Chúa không? Ví dụ buổi sáng hôm nay chúng ta có một lý do nào để tạ ơn Chúa không? Ví dụ chúng ta ơn Chúa về gì ạ? Chúa cứu chuộc chúng ta, phải không ạ? Chúa chữa lành chúng ta, Chúa giải cứu chúng ta, Chúa ban cho ta bình an, Chúa ban cho con sự vui mừng, Chúa ban cho con sự sống, Chúa ban cho con hơi thở, Chúa ban cho con niềm vui, Chúa ban cho con hạnh phúc. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì cớ rằng nhiều cặp đôi ở trong hội thánh khi mà bước kết hôn với nhau, các bạn có những cái sự trục trặc. Bởi vì hai lối sống khác, cho nên bây giờ trở lại cùng sống với nhau thì bắt đầu những cái tính xấu lộ ra. Và có thế này thế kia đủ thứ. Và Chúa đã dùng tôi, vợ tôi để chia sẻ, để gây dựng, để khích lệ các bạn. Và không phải chúng tôi chỉ nói để chia sẻ, gây dựng, khích lệ, nhưng chúng tôi sống làm gương. Và chính vì đó, như hồi nãy Linh và Cường là tụi con không chỉ thầy cô dạy dỗ, nhưng mà thầy cô sống làm gương. Chúng tôi cũng có cái, cũng có những cái khiếm khuyết của mình vậy. Nhưng mà chúng tôi mỗi một ngày để cậy ơn của Chúa để có thể hoàn thiện hơn. Và xin Chúa Ngài ban ơn để rồi chúng ta biết ơn Chúa trong mọi điều mà Chúa làm. Chúng ta biết ơn Chúa vì những anh chị em, Chúa đã dùng những anh chị em đó để giúp đỡ chúng ta. Biết ơn đó là ý Chúa. Biết ơn là làm theo ý Chúa. Biết ơn là người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta được nhắc nhở với nhau về sự biết ơn này thì chúng ta không chỉ là biết ơn Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà biết ơn Chúa phải là trước nhất. Tôi nhớ trước đây mỗi một lần trong hội thánh có một ông cụ, ông lớn tuổi lắm, nhưng mà cứ mỗi lần kêu ông nên đứng lên để mà ông cầu nguyện đó, hay là làm chứng vậy đó, là ông cứ nói cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, ông cứ cảm ơn Chúa. Mà thế là tôi lúc đó còn thanh niên mà, mỗi lần mà tôi thấy ông đứng lên là cái ông cảm ơn Chúa lên kìa. Và tôi thật sự tôi nói cho em ngày xưa tôi không thích cảm ơn Chúa, tại vì tôi nói bệnh tật khó khăn nghịch cảnh cũng cảm ơn nó không có đúng.
Nhưng mà khi tôi bắt đầu tôi học lời Chúa thì tôi mới thấy cái sự cảm tạ hay là cảm ơn Chúa, mà cảm ơn trong nghịch cảnh mới là cảm ơn thật chân thành. Nếu ai đó cho chúng ta một món quà, chúng ta tạ ơn, xin lỗi, chúng ta cảm ơn họ là chuyện rất là bình thường. Nhưng có một cái loại cảm ơn mà tôi sẽ nói ở phần sau, có thể chúng ta sẽ khó để có thể cảm ơn lắm, nhưng mà nếu chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta có thể cảm ơn. Bây giờ ngoài cảm ơn Chúa thì chúng ta cảm ơn ai nữa, hay là biết ơn ai nữa? Trở lại ở trong Hebrew đoạn thứ 13 câu 7 đó, là hãy nhớ những người dẫn dắt mình. Hãy nhớ người dẫn dắt mình. Hãy nhớ người truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Bây giờ tôi xin hỏi ông bà chị em, ai trong bà chị em nhớ cái người mà làm chứng cho mình tin Chúa? Xin đưa tay lên. Dạ, cảm tạ Chúa. Rồi ai không nhớ người làm chứng mình tin Chúa? Rồi, ai nhớ người đã tỉnh thức linh hồn mình ạ? Có những lúc mình yếu đuối, mình ngã lòng. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Rồi ai nhớ người dẫn dắt thuộc linh cho mình ạ? Có thể là khởi đầu, rồi chúng ta được những người tiếp theo, giống như những thầy cô giáo của mẫu giáo dạy cho các em mở lòng, rồi các thầy cô giáo của lớp 1, rồi cấp 2, rồi phổ thông, rồi đại học, thì nó là một cái chuỗi ngày của những người giúp đỡ chúng ta để trưởng thành. Vậy thì có thể cái người dẫn chúng ta tin nhận Chúa đó, có thể không có dạy chúng ta cái trường Kinh Thánh, nhưng mà họ chính là người những cái dẫn chúng ta những cái bước đầu tiên để chúng ta tin Chúa. Có lúc chúng ta ngã, có lúc chúng ta vấp, và họ đã nâng đỡ chúng ta, họ cầu thay cho chúng ta. Cho nên Chúa nói chúng ta gì? Hãy nhớ những người dẫn dắt mình và những người đã truyền đạo Chúa cho mình. Có một người rất là được ơn và nổi tiếng. Một ngày kia có một người phỏng vấn đến hỏi ông: "Và thưa mục sư, ngày mà mục sư gặp được Chúa, ngày rước về thiên đàng đó, thì mục sư sẽ cảm ơn ai trước, gặp ai trước, muốn gặp ai trước?" Thì ông nói rằng điều đầu tiên chắc chắn là tôi muốn gặp Chúa của tôi, là đấng cứu rỗi của tôi. Và điều thứ hai tôi muốn gặp đó là người làm chứng cho tôi tin Chúa. Đôi khi cái người làm chứng rất là bình thường. Đôi khi cái người làm chứng họ chỉ đơn giản thôi: tôi là một người từng bị bệnh tật, tôi gặp khó khăn, tôi gặp nghịch cảnh. Nhưng mà bây giờ tôi được Chúa cứu, bây giờ anh cũng đang gặp nghịch cảnh, chị đang gặp cảnh, chị hãy theo Chúa đi. Chúng ta thấy người đàn bà Samari ở biển Sica, bà đâu có làm chứng về Chúa nhiều đâu. Bà chỉ kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, bà gặp được Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Bà chạy vào trong làng, bà vứt cái vò lại, bà chạy vào trong làng, bà nói rằng gì? Hãy đến và xem người này là đấng Messi, hay đã được Chúa cứu thế, bởi vì người này biết tất cả mọi sự về tôi. Thế là những người trong làng chạy ra và gặp Chúa. Họ tin Chúa, họ trở về và gặp người đàn bà này. Họ nói: "Không phải vì cớ ngươi nói mà ta tin, nhưng vì cớ chúng tôi đã gặp Chúa Giêsu." Chúng ta là những công cụ của Chúa để đưa những người khác đến để gặp Chúa. Và đôi khi anh chị em ơi, có những cái nan đề ở trong đời sống của chúng ta, và nếu không có nan đề đó chúng ta không gặp Chúa. Đúng không chị Nguyễn? Ngày mà chị Nguyễn nhập viện, bước vô xỉu, vô cấp cứu, bác sĩ đo tiệm, không có bệnh gì hết, cho ra về, xỉu, đưa vô cấp cứu. Và hình như lúc đó là mục sư Đức đưa về đây phải không? Mục sư Đức ai đưa chị về? Lúc đó là cấp cứu bệnh viện Hóc Môn. Ai đưa về nhớ không? Chị Thang, nhưng mà lúc đó là có mục sư Đức nữa. Và khi đưa về chúng tôi nói là đây không phải là bệnh, mà đây là bị tà linh. Và khi chúng tôi cầu nguyện, giải cứu. Và cảm ơn Chúa, từng bước một Chúa đã giải cứu chị. Rất là tuyệt vời. Như vậy cái nan đề đó đôi khi ma quỷ nó ức hiếp, nhưng mà Chúa lại dùng cái cơ hội đó để biến nó trở thành phước hạnh. Và ngày hôm nay chị có mặt ở đây, và không chỉ riêng chị, nhưng có rất nhiều người qua chị tin nhận Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi cũng chào đón anh Hải, là chồng của Hồng. Anh chị em nhớ Hồng, chị em của chúng ta không? Là ai có nhớ không? Hả? Là chị của Phương Hằng. Cảm ơn Chúa. Nếu như không có nan đề thì Phương Hằng cũng không gặp gỡ Chúa, và Hồng cũng không gặp gỡ Chúa. Nếu như không có nan đề thì anh Hải cũng không có gặp gỡ Chúa, phải không? Tất nhiên anh có đạo, đúng không ạ?
có đạo đúng không? À, không có đạo. Nhưng mà qua nhân đề này gặp gỡ Chúa và những anh em như là thầy Vũ ở đây rồi thầy Hùng ở đây đã đến thăm viếng và cầu thai. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì cớ là Chúa đã làm điều đó trên đời sống của các anh em. Cảm ơn Chúa. Cho nên là một người khi chúng ta yêu kính Chúa rồi thì anh chị em nhìn lại ở trong cái thời gian đã qua, chúng ta sẽ cảm ơn Chúa vì cớ có những nghịch cảnh đó để con có thể biết ơn Chúa, con gặp gỡ Chúa. Cô Liên ngày hôm qua, cô Nguyễn Thị Liên, chúng con cầu nguyện với nhau. Ấy, cô nói mấy ngày nay ở trong bệnh viện, tôi nói ủa sao bệnh viện, sao ở trong bệnh viện? Tự nhiên Chúa nhắc cho tôi là cô ăn đồ ăn cũ đúng không? tiếc cái đồ ăn, nhưng mà ăn vô bắt đầu nó bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng mà khi vô nhập viện thì cô ở đó cô lại gặp bao nhiêu người, làm chứng bao nhiêu người? 3 người tin nhận Chúa. Anh chị em thấy lạ lùng không? 3 người tin nhận Chúa. Như vậy thì có thể là một cái năng đề, có một sự sai chật gì đó của mình do mình tiếc thức ăn. Nhưng mà Chúa luôn luôn tận dụng những cái cơ hội để có thể làm chứng cho người ta và người ta biết Chúa. Một lúc nào đó, những người mà tin nhận Chúa ngày hôm qua hôm kia của cô đó, đến một lúc họ sẽ nói ô, tạ ơn Đức Chúa Trời vô cùng, bởi vì cớ có một con người đã nhập viện và ở đây đã nói về Chúa cho họ và họ đã tin Chúa. Ngợi khen Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái điều kế tiếp thứ ba đó là gì? Chúng ta nhớ ai? Nhớ ơn ai? Đó là chúng, xin lỗi, dạ đúng rồi, chúng ta nhớ cái người làm ơn và giúp cho mình. Chúng ta là nhớ cái người làm ơn và giúp cho mình. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 9. Côrintô nhì đoạn 9. Tôi xin đọc từ câu số 10 cho đến câu 15. Xin chiếu máy để Hội Thánh cùng dò theo. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí, dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui cho nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ. Và vì cớ lòng rộng rãi về bố thí của anh em, đối với họ cùng với mọi người, họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm. Vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi, tạ ơn Đức Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Như vậy, thông qua những cái việc làm lành của anh chị em mà nhiều người biết tạ ơn Chúa. Và khi chúng ta gửi một sự cứu giúp thì những người họ nhận sự cứu giúp đó, họ tạ ơn Chúa. Vậy thì khi anh chị em có nghĩ rằng chúng ta có lúc nào cần được cứu giúp không? Có. Tôi nhớ năm ngoái khi cả Sài Gòn bị lockdown và tôi nghĩ là chừng phong tỏa chừng 2 tuần là cao, nhưng nó kéo dài 4 tháng. Chúng tôi bị bế tắc, gần như bế tắc hoàn toàn. Nhưng mà lạ lắm, trong thời điểm đó Chúa dùng một tôi tớ Chúa ở ngoài miền Bắc mà liên lạc với chúng tôi và hỏi rằng là trong các mục sư của Hội Thánh Rema ở vùng bị phong tỏa là những ai, xin cho tôi cái danh sách rồi luôn cả cái số tài khoản. Họ là một hội thánh hoàn toàn không thuộc hội thánh của Rema của chúng ta, nhưng họ là hội thánh của Chúa. Và chúng tôi gửi tổng cộng là 15 vị mục sư đang ở trong cái nghịch cảnh. Và trong thời điểm đó, họ gửi cho mỗi mục sư như vậy là 1 triệu đồng. Chúng tôi có cái số tiền để chúng tôi có thể chi ở trong những ngày mà bị phong tỏa. Rồi những anh chị em đôi khi gửi trái cây, những anh chị em gửi rau củ, những chị em gửi tài chánh để chúng tôi giúp chúng tôi trong cái khoảng thời gian 4 tháng liên tục ở tại nhà. Anh chị em thấy đó là một điều kỳ diệu mà Chúa làm. Chúng tôi luôn luôn biết ơn Chúa mà chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ngày ban phước lại cho những anh chị em đã dâng hiến cho chúng tôi. Dạ. Cũng như ở đây những cái sự dâng hiến của anh chị em, tôi biết rằng đây là cách mà Đức Chúa Trời Ngài làm ơn cho chúng tôi. Và khi chúng tôi biết ơn Chúa và chúng tôi cầu nguyện chúc phước lại cho anh chị em, thì Đức Chúa Trời của tôi cũng sẽ làm cho anh em đầy đủ mọi sự cần dùng ở nơi vinh hiển trong Chúa Giêsu. Anh em tin rằng một hạt giống anh chị em gieo ra có thể gặt được bội trăm lần không? Không phải là gặt bội lần, nhưng mà gặt bội trăm lần.
Và Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài vốn hay làm phép lạ, và Ngài cũng là Chúa đấng ban cho cái quy luật của sự gieo và gặt. Cho nên khi chúng ta gieo, chúng ta gieo trong nhà của Chúa, chúng ta gieo cho tôi Chúa cũng là gieo cho Chúa, bởi vì chúng tôi là người đại diện Chúa để chúng tôi, xin lỗi, chúng tôi đại diện Chúa để chúng tôi làm công việc Chúa. Chúng tôi mở mang công việc của Chúa ở nhiều nơi, cũng như có một sự kết nối. Sứ đồ Phaolô nhận được nhiều cái sự dâng hiến, và sứ đồ Phaolô đã dùng cái đồng tiền đó, ông chuyển đến những nơi mà gặp khó khăn. Như trong tuần trước, cách đây 2 tuần, chúng tôi kêu gọi về sự dâng hiến cho ở vùng ngoài và miền Trung, ở Quảng Ngãi. Thì cảm ơn Chúa, hiện tại là chúng ta nhận được cái sự dâng hiến của anh chị em là 23.500.000. Và chúng tôi đã chuyển trước đó được 7 triệu rồi. Và tôi đang hỏi ý kiến của các mục sư để xem là gửi ra ngoài đó hay là sẽ trực tiếp đi ra ngoài đó để làm cái công tác cứu trợ giống như là năm trước chúng ta đã làm. Thật ra cái số tiền 23.500.000 này nó không thấm vào đâu trong cái sự tàn phá của thiên tai lũ lụt mà Hội Thánh ở tại Quảng Ngãi đang đối diện. Có nhiều căn nhà bị mất hoàn toàn, có nhiều vụ mùa bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cảm ơn Chúa thì chúng ta chưa có thấy cái sự thương vong nào trong Hội Thánh. Đó đều cảm ơn Chúa. Tôi được cập nhật tin tức liên tục trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa vì Chúa sự gìn giữ, bảo vệ. Và hiện nay tôi chỉ có kêu gọi của anh em ở tại Rema An Sương, là tại Sài Gòn này thôi. Còn các hội thánh khác ở các vùng lân cận thì tôi không có kêu gọi. Cũng có những anh chị em biết về cái sự kêu gọi đó. Họ không thuộc hội thánh của chúng ta, nhưng mà họ gửi cái sự dâng hiến đến để cùng nhau, để có thể giúp đỡ cho xoa dịu được những cái vết thương về vật chất của những anh chị em ở tại ngoài miền Trung. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta biết ơn ai nữa? Đó là chúng ta biết ơn những cái người sửa dạy mình. Đây là một loại biết ơn khó. Chúng ta cùng xem ở trong Thi Thiên 141 câu số 5. Thi Thiên 141 câu 5. Chúng ta đọc chung với nhau. Thi Thiên 141 câu 5. Xin bắt đầu. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Các con còn nhỏ của chúng ta, không biết bây giờ lớn các con có nghĩ rằng ngày trước ba mẹ có những cây roi đánh vào mông của các con, có nghĩ đó là ơn không ạ? Hay là lúc đó chúng ta nghĩ gì? Ba sao khó quá, phải không? Thiên ái thì sao? Tôi nhớ ngày xưa mỗi lần mà tôi sửa phạt con tôi á, tôi lấy roi tôi bắt con tôi cúi xuống đánh, mà tôi nói rằng ba thương con cho nên ba mới đánh con. Ba đánh con để khi con lớn lên, con đi ra ngoài đường á, không bị người khác đánh. Cho nên cứ mỗi lần có sự sửa phạt thì tôi luôn nói như vậy. Ba thương con, cho nên ba mới đánh con. Một ngày nọ thì chúng tôi ở riêng ở trên đây rồi, chúng tôi đi về thăm bên mẹ vợ tôi. Thì về tới chạy ôm bà ngoại, xa vô lòng bà ngoại, khóc nức nở. Không biết chuyện gì, khóc nức nở. Thì mà hại ngoại hỏi chuyện gì, chuyện gì con, chuyện gì khóc. Tôi, vợ chồng tôi cũng chẳng biết tại sao con tôi khóc. Thì con tôi nó nói, ba không còn thương con nữa. Tôi nói không, sao là không còn thương, ba thương con mà. Mà hỏi, bà ngoại hỏi sao không còn thương con. Lúc này ba không còn đánh con nữa, cho nên ba không còn thương con nữa. Thật ra trong chúng ta không ai chúng ta muốn bị đòn hết trơn á, đúng không ạ? Tôi bị một cái ấn tượng rất lớn đối với ba của tôi. Ba tôi đánh rất là nặng, rất là nhiều luôn. Và đôi khi chính cái điều đó nó cũng ảnh hưởng về cái tâm tánh của tôi lúc còn nhỏ. Nóng tánh, cộc cằn. Và nếu có cơ hội, có cái điều kiện đủ sức mạnh là tôi chống lại, tôi kháng kháng lại.
Và những gì mà mình bị sửa phạt đó, mà mình hằng ở trong lòng, mình không có nhìn thấy được ơn của Chúa ở tại đây, thì chúng ta sẽ có một cái thái độ, chúng ta giữ cái điều đó ở trong lòng. Đến một khoảng thời gian nào đó, anh chị em cũng sửa phạt người khác y như mình đã từng bị sửa phạt. Khi tôi sửa phạt con của tôi đánh con của tôi, mà nếu mà Chúa không ngăn cản thì tôi đánh con tôi nặng hơn. Tôi cầm cái roi đánh con tôi mà con tôi nó rung, thì Chúa nói với tôi một cái câu: con định giết con của con à? Tại sao con dùng cái cây như vậy để con có thể làm tổn thương con của con được? Nó thể cái vết thương ở trên da thịt nó có thể lành, nhưng mà vết thương của tâm hồn thì nó không lành. Tôi bèn quăng cái cây đi. Và tôi kêu con tôi: con lại đây với ba. Con tôi không nhắm lại. Bởi vì nó biết là nếu nó lại nó sẽ bị đòn nữa. Nó biết nó có lỗi, nó lại nó sẽ bị lần nữa. Mà tôi quăng cái cây rồi, tôi nói: con lại đây với ba. Không không, nó lùi lùi đây. Con lại đây với ba. Ba không có đánh con nữa đâu, ba không có la con nữa đâu. Thì bắt đầu đi gần gần lại, gần gần lại. Rồi ngồi vô lòng của ba. Nó ngồi vô, nhưng ngồi vô xong bỏ đi. Nó không có ngồi lâu được. Tôi đã thấy mình đã lạm dụng cái sự sửa phạt bằng roi. Lời của Chúa ở đây nói sao? Nguyện người công bình đánh tôi là ơn. Nhưng có những người cứ dùng cái điều này và cứ đánh những người, có những người sai trật ở trong vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta sửa phạt, phải không ạ? Sửa phạt bằng lời trách, lời sửa phạt yêu thương, sửa phạt bằng roi vọt cũng là một cái cách sửa phạt. Nhưng mà cũng có những cái loại sửa phạt, đó là người ta dùng cái lời rủa xả để sửa phạt. Mà điều đó Kinh Thánh cấm hoàn toàn. Kinh Thánh không cho chúng ta dùng cái lời rủa xả để rủa xả con cái, hay là rủa xả anh chị em với nhau. Cho nên người công bình đánh tôi, cái từ đánh tôi đó là gì? Cái người công bình là người kính sợ Đức Chúa Trời. Cái việc mà họ đánh là luôn luôn có chủ ý để đem người ta trở lại trong cái đường lối đúng đắn. Tôi thường thường tôi khuyên những cái bạn thanh niên, tôi khuyên nhưng mà và tôi có thể mời để nói chuyện riêng. Và khi tôi nói rằng nếu mà thầy không thương con thì thầy sẽ không có cái lời góp ý. Cái từ đánh ở đây không có nghĩa là dùng roi để đánh, nhưng nó là một cái sửa phạt, mà sự sửa phạt này là sửa phạt của tình yêu. Chúng ta dùng cái tình yêu để sửa phạt. Như lời Chúa, chúng ta xem ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 5: mục đích của sự răn bảo ấy là yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt, đức tin thật mà sanh ra. Mục đích của sự sửa phạt đó là bởi tình yêu, bởi lòng tin sạch và lương tâm tốt mà sanh ra. Như vậy khi chúng ta có một lời góp ý hay là sửa anh chị em của mình, thì chúng ta xem cái động cơ của góp ý đó có phải là tình yêu hay không. Yêu thương là một nét đặc trưng của con cái của Chúa, đặc trưng của đạo của Chúa. Chúa nói các ngươi yêu thương nhau thì tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Ngày trước tôi không có sự sửa phạt bằng cái tình yêu, mà tôi sửa phạt bằng sự chỉ trích và lên án. Mà tôi thấy càng chỉ trích càng lên án, người ta vẫn nhận ra cái lỗi nhưng người ta không còn tôn trọng mình nữa, và người ta không phải là yêu Chúa như là điều mà Chúa muốn. Và tôi đã thay đổi cái cách để tiếp cận và lời nói cũng vậy. Anh chị em để ý, tôi không nói lời rủa xả, tôi không nói những cái lời tiêu cực. Nhưng ngay cả những người có sự vi phạm thì tôi cũng tìm những lời tích cực và sự khích lệ để anh em được nâng đỡ và anh em vượt qua. Thậm chí có những người chống đối, tôi vẫn dùng lời mềm mại, lời của Chúa để tôi có thể sửa họ lại. Còn nếu họ từ chối thì tôi cầu nguyện mà thấy Chúa rằng Chúa nói rằng là ngưng là tôi ngưng. Tôi sẽ không tiếp tục để khuyên dỗ người đó nữa. Cho nên đối với cái sự cảm ơn về cho với cái người mà đánh mình, chữ đánh này trong dấu ngoặc, anh em cảm ơn họ dễ hay là khó à? Có ai đã từng được người công bình đánh rồi? Không ai được người công bình đánh hết trơn hả? Tức là sửa đó.
Mà cái người công bình là người tin Chúa, người yêu mến Chúa đó, họ sửa chúng ta hay lắm. Họ nói một lời mà chúng ta cảm nhận, nhận ra được cái sai của mình. Chẳng hạn như có những người họ nói là bây giờ tôi bắt buộc tôi phải trả đũa cái người đó, bởi vì cái người đó đối xử với tôi như vậy. Hoặc là tôi không bao giờ tôi tha thứ cho người đó, bởi vì người đó làm tổn thương tôi quá lớn, phá hoại cuộc đời của tôi, thế này thế kia đủ thứ. Và tôi thường nói với anh chị em, tôi nói như thế này: khi chúng ta có lỗi, chúng ta có muốn người khác tha thứ cho mình không ạ? Khi chúng ta có tội với Chúa, chúng ta có muốn Chúa tha thứ cho mình không? Vậy thì cái ngày hôm nay chúng ta được có cơ hội này, chúng ta được trưởng thành, chúng ta được thành công như thế này, chúng ta có nghĩ rằng Chúa đã từng cho chúng ta nhiều cơ hội để chúng ta được trưởng thành không? Vậy tại sao chúng ta không cho anh em cơ hội để anh em sửa lại cái điều sai của họ? Sự tha thứ đó cũng là cho anh em cơ hội để được sửa sai. Amen chị em. Tha thứ để đem lại cái mối phục hòa, và tha thứ để chữa lành tấm lòng của chúng ta. Ngay khi chúng ta bị tổn thương mà chúng ta tha thứ thì chúng ta cũng được sự chữa lành ngay tức khắc. Cho nên cảm ơn Chúa về người công bình đánh chúng ta, nó không phải là một lời cảm ơn dễ dàng. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ tận ngọn nguồn của nó. Thì anh chị em, có những lúc chúng ta ngồi và suy nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy được rằng con cảm ơn Chúa vì những cái lời nói góp ý của anh chị em con, người công bình góp ý chân thành. Sự góp ý chân thành nó không phải là sự chỉ trích. Có một lần kia, một cái người chị em này bị lừa tình. Ông này, ổng có vợ rồi mà ổng nói là ổng chưa có vợ. Và thế là sống với nhau, và cuối cùng người này có bầu. Khi cô này mang thai đến tháng thứ 6 thì cô vợ của ông này biết được, mà thế là đi đến đánh ghen. Và cô đang mang cái bầu 6 tháng như vậy, cô hoàn toàn không biết tại ông này, ông cao tay quá, ông giữ kiểu sao đó mà cô này không biết ông có vợ. Và khi mà đánh ghen thì cô này phải nói là bị stress, trầm cảm. Và cái người đàn ông đó khi bị phát hiện rồi bắt đầu cao chạy xa bay. Họ phải lo gia đình của họ chứ. Và thế là cô này phải mang cái bầu 6 tháng một mình. Bắt đầu mỗi một ngày cô nguyền rủa. Cô nguyền rủa cái ông đó, nguyền rủa bên kia đủ thứ. Và đến khi cô sanh ra, bé trai rất là dễ thương. Và mỗi lần cô, mà bé trai đó lại giống ông một cách kinh khủng. Cho nên mỗi lần mà nhìn tới là lại nhớ cái sự phản bội của ông kia. Nhưng mà giờ ông kia có vợ mà, pháp luật cũng bảo vệ. Bây giờ ông kia có trách nhiệm hay không để đưa tiền nuôi cô bé này hay không là việc của ông kia. Chứ làm sao có đòi hỏi được cái gì đâu. Thì ông cũng có giúp đỡ trong một thời gian, nhưng mà cuối cùng không giúp đỡ được. Mà cô cứ lầm bầm liên tục như vậy. Khi cô sanh cháu được khoảng hơn một tuổi, thì lúc bấy giờ Chúa cho cô gặp gỡ chúng tôi, và chúng tôi làm chứng và cô tin Chúa. Thì Chúa xong một lần cô thăm chúng tôi, thì tôi lại bận công việc tôi phải đi, thì có một người công bình, tôi mở ngoặc, một người mục sư là bạn của tôi. Thì tôi nói thôi bây giờ, mà người này cũng có ơn chúng này giảng dạy. Tôi nói bây giờ tôi bận đi công việc, cho nên là khoảng còn một tiếng nữa tôi mới về. Thôi bây giờ chị ở đây có mục sư sẽ giúp đỡ cho chị. Thì tôi rất là an tâm vì có mục sư giúp đỡ, tôi rất an tâm. Tôi đi xong trở về tôi thấy cái mặt chị xám xịt. Mà thấy không thấy mục sư này ở nhà tôi nữa. Ông đi về rồi. Tôi mới hỏi chị nãy giờ mà nói chuyện với mục sư thì có được khích lệ không? Đừng bao giờ cho chị gặp cái ông nữa. Tôi nói ủa chuyện gì vậy? Người này được ơn, người này có ơn đó trong vấn đề chia sẻ là Chúa. Đừng bao giờ cho chị gặp người này nữa. Tôi hỏi ủa tại sao? Chuyện gì? Thì tôi được nghe biết lại á, là khi cô này kể rằng là cô bị nan đề như vậy, bây giờ cô trầm cảm nhờ cầu nguyện. Thì ông nói rằng là cái nan đề là gì. Rồi cuối cùng thì nói ra là cái tình cảm như vậy, bị lừa tình như vậy. Ông chỉ vô mặt. Cô là người có tội. Cô ăn năn đi. Cầu nguyện cái gì? Cô ăn năn đi. Để Chúa chữa lành cho. Giúp chồng người ta mà.
Chúng ta nhớ cái câu chuyện Chúa gặp cái người đàn bà bị phạm tội tại dâm, bị bắt quả tang không? Chúa xử như thế nào ạ? Những người đang tố cáo và nói gì cái người đàn bà này đáng bị ném đá, còn thầy thì làm gì? Chúa không có quan tâm đến cái việc của người đàn bà đó, nhưng Chúa quan tâm đến những người đang tố cáo. Chúa hỏi câu này: ai trong các ngươi là người không có tội thì hãy trước nhất ném đá. Trong Tin Lành Giăng đoạn 8, Kinh Thánh ghi lại như thế nào ông bà chị em? Những người đang cầm viên đá nha, chuẩn bị ném, cuối cùng là gì? Họ bỏ xuống. Người già đi trước, người trẻ đi theo sau. Lúc bấy giờ Chúa quay trở lại, Chúa hỏi người đàn bà này: không có ai định tội con à? Thưa Chúa, không. Chúa Giêsu khẳng định: ta cũng không định tội con. Thế thì người đàn bà này có tội không ạ? Có. Nhưng Chúa nói như thế nào? Ta không định tội con. Quan trọng nhất đó là gì? Là con đi mà con không còn phạm tội nữa. Nhưng mà cách ngày hôm nay chúng ta là gì? Là chúng ta thường hay nghĩ rằng mình có quyền để mình định tội người khác, mình có quyền để lên án người khác. Và đây là cái chỗ chúng ta không được phép. Chúa nói không được xét đoán ai, bởi vì chúng ta xét đoán người khác chúng ta cũng bị xét đoán. Tại vì cái sự xét đoán đó là vị trí đó không phải của chúng ta, bèn là vị trí đó của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta phán xét anh em mình, chúng ta đang đứng vị trí của Đức Chúa Trời đó. Chúng ta là những người công chính, để chúng ta cần sửa anh em mình trong tình yêu, hay dùng ngọn roi của tình yêu để đánh anh em mình. Đó chính là ơn, để đem anh em chúng ta trở lại trong cái điều đúng đắn, và sự đồng cảm để đem anh em chúng ta ra khỏi cái vũng bùn của tội lỗi đó. Tôi đã từng rơi vào tình trạng tôi thay vì Chúa kêu tôi đến giúp người khác, thì tôi đến tôi thấy cái những cái lỗi của người đó, tôi thấy chướng mắt quá, thì tôi lại lên án, tôi định tội. Mà Chúa đã dạy tôi một bài học rất là quý giá về lĩnh vực này, để rồi tôi bắt đầu trở lại trong cái điều đúng đắn của một người công bình, giúp đỡ cho người khác bằng cái sự sửa phạt, bằng tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để thay vì chúng ta dùng những cái lời nói làm tổn thương nhau, thì chúng ta hãy học tập theo cách của Chúa. Ngài đã nâng đỡ người đàn bà kia, và cuối cùng người đàn bà kia đã được chữa lành. Người đàn bà kia trở thành một người yêu Chúa và phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời của tôi và chị em đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời yêu thương. Đừng bao giờ chúng ta biến hình ảnh của chúng ta là người tin kính Chúa để người ta nhìn thấy chúng ta và người ta không thấy Đức Chúa Trời yêu thương trong chúng ta. Nhưng hãy thể hiện làm sao để nhìn thấy một Đức Chúa Trời yêu thương qua lối sống của tôi và yêu bà chị em. Kể cả những lúc mà chúng ta sửa anh em mình như là người công bình đánh tôi. Lòng biết ơn cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta xem cái phước hạnh của cái người có tấm lòng biết ơn đó là như thế nào. Cái điều đầu tiên đó là được cha đẹp lòng. Vì sao? Vì người biết ơn hay là cảm tạ Đức Trời đó là làm theo ý muốn của Chúa. Mà khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa thì cha đẹp lòng. Kể cả chúng ta lỗi lầm như thế nào không cần biết, nhưng khi chúng ta hạ mình và ăn năn, giống như trường hợp của David, so với lại Saul thì David phạm tội hơn Saul nhiều. Nhưng David là một người nhận biết và ăn năn, cũng là lòng biết ơn với Đức Chúa Cha. Thì ở trong sách Công Vụ đoạn 13 câu 22 ghi lại là David, ta đã tìm được David, con của Jesse, là người làm hài lòng ta. David biết ơn Đức Chúa Trời bởi vì ông được cái sự sửa phạt của Chúa. Và ông nói là nguyện xa vào tay Đức Chúa Trời là tốt hơn. Bởi vì xa vào tay Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có lòng thương xót. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, khi chúng ta bắt đầu biết ơn Chúa, tập biết ơn Chúa, tập nói lời biết ơn với những người dẫn dắt mình, với người truyền đạo Chúa cho mình, với người làm ơn cho mình, thì chúng ta sẽ là người làm đẹp lòng Chúa.
Và nếu cái người làm đẹp lòng Chúa thì anh chị em biết không thiếu của tốt gì. Amen. Khi chúng ta bắt đầu biết ơn, đó là chúng ta đang làm theo tấm lòng của Đức Chúa Trời, vì đó là ý muốn của Ngài. Và khi bắt đầu biết ơn, ngay cả biết ơn về những ai giúp đỡ mình, biết ơn những người truyền đạo cho mình, biết ơn những người dạy dỗ lời Chúa cho mình, và biết ơn người sửa mình, thì lúc bấy giờ anh chị em là người làm đẹp lòng Chúa. Nếu là cha là mẹ, chúng ta mong con của mình làm gì ạ? Làm cho chúng ta hài lòng, phải không ạ? Bây giờ chúng ta vẫn có thể có trách nhiệm để nuôi con của mình, vì chúng ta sanh nó ra, chúng ta nuôi nó. Nhưng con của mình nó nói ông bà nuôi tôi thì ông bà sanh tôi ra ông bà phải nuôi, trách nhiệm của ông bà. Thì chúng ta nghĩ như thế nào về đứa con đó? Nhưng mà đứa con nó nói gì? Con cảm ơn ba mẹ đã sanh con ra và nuôi nấng con đến bây giờ. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi con, hồi đó con tí tẹo, bây giờ con 95 kg. Đó, thằng Út của tôi đã 95 kg rồi đó. Hồi đó nó nhỏ xíu anh chị em, nó bị bệnh, nó bị đẹn trăng không có chữa lành được. Nó nhỏ xíu ăn không được, cứ ăn là nó cay, nó khóc. Thằng anh cứ ăn hiếp em hoài. Nó nói ba ơi, anh ba ăn hiếp con. Năm giờ con ăn càng ăn, con càng mập, con khỏe lên đi thì anh ba hết ăn hiếp con à. Và cảm ơn Chúa, năm 2012 nó chữa lành hoàn toàn bằng siêu nhiên bởi lời cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, cái đạn càng không hết. Một ngày kia thấy nó ăn quá chừng luôn. Ủa, nó càng lớn tăng hơn anh đó. Bây giờ anh đâu dám ăn hiếp đâu. là cha mẹ lúc nào tình yêu cũng tuôn đổ. Nhưng là con cái, anh chị em có bao giờ biết ơn cha mẹ không? Nếu có cha mẹ ở đây, mình có nói lời biết ơn không? Ngày hôm nay chúng ta biết ơn thầy giáo, nhưng mà cha mẹ mình có phải là thầy giáo không? Thật ra cha mẹ mình chính là thầy giáo kề cận bên mình từng ly từng tí. Sau bài học này, cầm điện thoại lên gọi cho cha mẹ của mình, nếu có tại đây, hãy nói con biết ơn cha mẹ là người thầy của con mỗi ngày. Ai đứng, người có cha mẹ ở đây à, xin đứng lên à. Có cha mẹ ở đây đứng lên. Rồi, có cha mẹ đâu không? Mẹ, cha mẹ đâu? Rồi, bây giờ tôi mời những người con có cha mẹ đang ở đây, hãy đứng lên, nói một cái lời cảm ơn với ba mẹ của mình. Hãy bắt đầu đi anh chị em. Hãy cảm ơn. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn người dẫn dắt, cảm ơn người dạy dỗ từng chút một ở trong đời sống. Khi lòng anh chị em bắt đầu mở ra cho tình yêu của Chúa đổ đầy và làm theo ý của Đức Chúa Trời, thì tôi nói phước hạnh của trời sẽ tuôn tràn trên anh chị em và dòng dõi của anh chị em. Amen. Đây là con gái lớn của tôi. Yeah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn con. Đây là con Út đây. Yeah. Chào đứa con bé bỏng của ba. Cảm ơn các con. Nhân ngày cả biết ơn, anh chị em sau giờ nhóm chúng ta hãy gọi điện, hãy nói với cha mẹ của mình. Cha, nếu mà cha mẹ còn sống, chúng ta nói cha mẹ. Có thể chúng ta có nói với cha mẹ vợ của mình, và nên làm một cái hành động cụ thể, tặng một món quà cho cha mẹ. Đó là nói, bày tỏ lòng biết ơn. Amen chị em. Nha. Thì chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi xin hỏi anh chị em, ai trong chúng ta muốn được Chúa Ngài khen đầy tớ đẹp lòng ạ? Dạ. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu tâm lòng biết ơn. Amen. Hãy nói lời biết ơn với bất cứ một cái điều gì xảy ra ở trong đời sống của chúng ta. Dạ, cảm tạ Chúa. Và chúng ta sẽ được gì nữa? Chúng ta sẽ nhìn thấy được cái kết quả của những người đã từng đi trước, và chúng ta bắt đầu học họ đổi đức tin của họ. Cho nên buổi sáng hôm nay, nhân vì cớ cái ngày lễ của các thầy cô giáo, và tôi muốn dùng cái điều này cũng là cái ngày lễ biết ơn trong cộng đồng của Cơ Đốc giáo. Chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta biết ơn Đấng sinh thành, chúng ta biết ơn những người thầy, người cô, chúng ta biết ơn những người dẫn dắt của mình, chúng ta biết ơn người công bình đánh phạt chúng ta. Amen. Như vậy anh chị em đang mở một cái kho báu của thiên đàng trên đời sống anh chị em. Điều đầu tiên là lòng anh chị em được chữa lành ngay.
sự bình an, sự vui mừng của Chúa bắt đầu đến trên đây. Thì thứ hai, khi chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời, Ngài cho nói rằng cái người mà vâng lời Chúa, làm theo ý Chúa thì sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Về thuộc thể, Chúa cũng ban phước cho anh chị em. Và về thuộc linh, Chúa hài lòng vì anh chị em. Chúng ta hãy nói người bên cạnh rằng Chúa hài lòng vì chúng ta trở thành người biết ơn. Amen. Hallelujah. Và biết ơn cũng là một cái gương để chúng ta cho thế hệ mai sau để cũng biết ơn chúng ta nữa. Amen. Anh chị em biết ơn thầy cô giáo, anh chị em biết ơn cha mẹ, thì sau này anh chị em cũng sẽ được con cái của mình biết ơn. Rồi chúng ta cũng sẽ được có những học trò thuộc linh của mình cũng biết ơn chúng ta nữa. Amen. Xin Chúa ban ơn để hội thánh của Chúa là những con người biết ơn Đức Chúa Trời và biết ơn những người giúp đỡ cho mình. Nói một cách khác, chúng ta có một lối sống biết ơn. Lối sống biết ơn là lối sống của thiên đàng. Lối sống biết ơn là lối sống đẹp lòng Chúa. Lối sống biết ơn là lối sống, là chìa khóa để mở thiên đàng, mọi phước hạnh thiêng liêng và phước hạnh thuộc thể của Chúa cũng tuôn tràn trên đời sống chúng ta. Lối sống biết ơn là lối sống bình an, luôn luôn đem lại sự thành công, thịnh vượng, sự chữa lành, đem lại sự hòa thuận và đem lại sự phước hạnh cho gia đình của chúng ta ngay ở trên đất này. Cảm tạ Chúa. Buổi sáng hôm nay, có ai trong chị em mới lần đầu tiên đến đây mà chúng ta hồi nào đó giờ chúng ta ăn của trời, uống của trời mà chúng ta chưa biết ơn trời không? Thì hôm nay nếu muốn biết ơn, chỉ cần nói một lời với ông trời thôi. Xin ông trời tha lỗi cho con, xin Đức Chúa Trời tha lỗi cho con và cho con nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của con. Thì ngay tức khắc anh chị em được Chúa dời từ quyền lực của Satan đến vương quốc của Đức Chúa Trời ngay buổi sáng hôm nay. Và xin Chúa Ngài trang đầy hồng ân của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta. Dạ, có ai không ạ? Ai mới làm tiền ở đây không? Bạn của Hồng có tin Chúa chưa? Có tin Chúa rồi hả? Lâu chưa ạ? Bao lâu rồi? À, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa. Hôm nay có bạn của Hồng đã tin Chúa rồi. Chúng ta ngợi khen Chúa vì điều đó. Hallelujah. Xin mời hội thánh đồng đứng lên. Hội thánh đồng đứng lên. Tôi muốn mời một người có thể đại diện anh chị em buổi sáng hôm nay để chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện lòng với lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài chữa lành những tấm lòng của chúng ta để cho những tấm lòng được mở ra để nhận lấy tình yêu và lòng biết ơn của Chúa ở trên đời sống chúng ta. Dạ, xin mời ai được Chúa Ngài thúc giục thì xin mời bước lên đây để cầu nguyện qua bài giảng này. Xin mời. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.